Sau thành công của Annabelle phần 1, con búp bê đã trở lại trong phần 2, nhưng mà là quay ngược lại quá khứ để trả lời cho một câu hỏi: thực sự thì Annabelle bắt nguồn từ đâu? Câu chuyện bắt đầu từ một căn nhà của một nghệ nhân làm búp bê sứ mà chính là Annabelle sau này. Con này trông thì ghê nhưng phiên bản giới hạn chỉ có 100 bản. Bảo sao sau này có biết bao nhiêu người săn lùng để mua nó. Ông già đang làm thì có một tờ giấy nhét qua khe cửa, bên trong ghi dòng chữ tìm con đi. Thế là bỏ ngang việc vào trong nhà, cùng vợ túm lấy đứa con mà cô con gái này tên là Annabelle. Gia đình ba người sống hạnh phúc cho đến một ngày Annabelle lao đầu vào xe tải và mở ra một câu chuyện bi thương. 12 năm sau, một chiếc xe của trại mồ côi chuyển đến nhà của ông già, gồm một bà sơ và 6 đứa con gái. Trong đấy có một đứa bị thọt tên là Janice. Ông già thì vẫn ở đấy, nhưng mà nhà rộng quá nên là để cho đám trẻ đến ở chung cho đỡ buồn. Căn nhà thì có 2 tầng. Janice bị thọt khó lên tầng lầu, nhưng mà không sao, ông già có tạo sẵn một cái ghế tự động lên tầng 2 cho vợ, hiện đại đến mức phải thắt dây an toàn mới khởi động được. Janice vừa lên lầu thì có một bạn áo trắng mờ mờ đứng trong tối nhìn ra, nhưng ngại mà không xuất hiện trước mặt cô bé. Janice cũng kệ mà đi chọn phòng, nhưng mấy đứa lớn xí ở cùng nhau khiến cô phải đi tìm phòng đối diện. Ngoài cửa phòng này có vết bút đo chiều cao. Kỳ lạ hơn là ông già cấm cô vào trong đấy. Thế là đành ở cùng bạn thân Linda trong cái phòng treo đầy bộ phận búp bê. Vừa chọn xong thì cả đám đòi ra ngoài chơi. Chỉ có Janice là thậm thọt trên phòng, chỉ còn biết buồn tủi nhìn mọi người chạy nhảy. Thế nên là con ma đi ra định kết bạn, lại còn đem chiếc nạng đến dưới chân cô. Thế thôi, chả có gì nữa cả. Bữa tối hôm ấy lại thiếu đi bà chủ nhà. Bà này thì nằm trong giường phủ rèm, tay rung chuông đợi chồng phục vụ. Một cô bé lén nhìn vào trong, chả biết thấy gì mà mặt đầy hoang mang. Đến đêm, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ. Ai đó nhét tờ giấy qua khe cửa phòng Janice, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ: hãy mua áo của chúng cuối. Janice bèn mò xuống link ở dưới phần mô tả và bình luận. Bên trong có ghi dòng chữ: hãy tìm tao. Janice tò mò đi ra, lại thấy tờ giấy bên ngoài căn phòng bên ngoài, bất chấp nó bị cấm và lại còn vừa chuyển đến nhà người ta ở. Janice xin phép Chúa, rồi cứ thế đẩy cửa đi vào như đã được cho phép. Bên trong là một căn phòng đầy đồ chơi. Janice tìm thấy một chiếc chìa khóa, rồi mở cánh cửa bên hông, tìm thấy được con búp bê sứ mà ai cũng biết là con nào. Janice đóng cửa, nhưng rồi nó lại từ từ mở ra. Cho dù có khóa cửa thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Thế là Janice lấy chăn phủ lên con búp bê, nhưng nó bay lên như con búp bê đứng dậy đi lại, dồn Janice vào góc tường. Từng bước chân của nó cũng kéo cái chăn tụt xuống, rồi không có gì ở bên trong cả. Janice vội chạy ra khỏi phòng, rồi cánh cửa tự động sập lại. Cô bé tạm thời an toàn, nhưng con quỷ trong nhà đã được phóng xuất. Sáng hôm sau, mấy chị em đồn thổi nhau là bà chủ nhà có một bộ mặt bằng sứ. Sau đấy mấy chị lớn tìm cớ đuổi Linda đi, nên bảo cô bé đi chơi trốn tìm. Trong lúc đó, Janice đến gặp sơ, thú tội rằng đã đi vào phòng cấm. Nhưng mà đang kể đến đoạn bị gặp ma thì sơ lại cho rằng đấy là lý do viện cớ cho việc phạm lỗi. Thế là cũng chẳng giải quyết được gì. Đúng lúc đấy thì Linda chạy vào. Cô bé vẫn ngây thơ đi tìm chỗ trốn, chui vào dưới hầm cầu thang. Nhưng con búp bê đã chễm chệ ở trong đấy, cùng với một bóng quỷ phía sau. Nó kéo tụt con búp bê vào, dọa cho Linda sợ ngã ngửa ra bên ngoài. Tối hôm đấy ông già vào sửa phòng cho sơ. Sửa thật, ông nhìn thấy bức ảnh chụp 4 nữ sĩ lấp ló bên ngoài của một bà sơ mờ mờ trong bóng tối, chính là con Valak. Nhưng mà không liên quan gì đến phim này. Đến đêm hôm đó, hai đứa chị lớn nhất trùm chăn kể chuyện ma cho nhau, chế ra hình tượng bà chủ nhà sát nhân. Đúng lúc đấy tiếng chuông bà chủ gọi chồng vang lên, chiếc đèn trong tay hai đứa tắt ngúm. Bỗng dưng một bóng người lững thững đi ngoài cửa, từ từ tiến gần đến hai chị em, bất ngờ túm lấy một đứa rồi biến mất. Sơ nghe thấy tiếng thì vội chạy sang, nhưng mà không hề tin việc bà chủ nhà nửa đêm lang thang dọa người. Thấy hai chị gặp chuyện kỳ lạ, Janice mới đến bắt chuyện vào ngày hôm sau, nhưng do ngại ông già nên cả hai không muốn kể ra. Bà sơ dù không tin nhưng vẫn đến gặp bà chủ, còn Janice thì lén nhìn từ ngoài. Bà chủ lỡ miệng kể chuyện đứa con gái bị mất, rồi đòi sơ quay lưng lại để cho bà ta uống nước. Nhưng qua gương cô thấy bà ta đeo một mặt nạ sứ. Janice bên ngoài quyết định là thôi nhìn đủ rồi, quay lưng mượn bức ảnh cô con gái treo trên tường đem về trong phòng. Bức ảnh này vô cùng hiện đại, cho vào trong tối thì mắt của cô bé trong ảnh chợt sáng lên. Đúng lúc đó nhạc tự dưng phát lên, Janice lại mò sang phòng cấm, âm thanh phát ra từ chiếc đĩa than quay tròn. Lần này thì Linda cũng nghe thấy rồi mò sang. Cô bé nhìn con búp bê đặt trên giường, rồi lấy một cái súng bắn bóng thẳng vào mặt con búp bê. Quay đi quay lại thì thấy con búp bê đang nhìn chằm chằm vào mình. Janice biết căn phòng không lành nên đuổi bạn về sớm, một mình ở lại tìm hiểu mọi thứ. Cửa bỗng đóng sầm lại, và lần này con ma chỉnh hình hiện ra. Trông thì có vẻ thân thiện, nhưng quay ngoắt ra là đòi linh hồn cô bé. Janice bị nó kéo lê dưới sàn nhà. Cô bé cố lết ra ngoài, nhưng tất cả cánh cửa phòng khác đều sập lại không cho vào. Janice mới chạy ra chỗ cái ghế tự động, khiếp gì đến đít rồi còn thắt dây an toàn. Chiếc ghế từ từ đi xuống trong sự sốt ruột của cô bé, nhưng được nửa đường thì nó quay lại, đưa cô về lầu 2. Một khoảng im lặng dài, rồi chiếc ghế bật lên, hất cô té xuống tầng 1 ngất đi. Sau cơn bão tố đêm hôm đó, Janice từ thọt 1 thành 2. Cô bé năn nỉ sơ chuyển nhà, nhưng làm gì có chỗ nào để đi nữa. Cho dù Janice nhắc lại chuyện con quỷ săn lùng cô, cơ mà sơ thì cũng bị con quỷ nghèo nó ám. Thế là tối đấy Janice ngủ ghế sofa dưới lầu, để Linda một mình bên trên. Con búp bê thì ở phòng ngay cạnh, thảnh thơi đung đưa trên ghế bành. Linda thì sợ hết hồn, cả đêm cứ ngồi canh cửa, lấy súng bắn bóng ra bên ngoài, rồi lại dùng dây kéo về. Cho đến lần thứ 3 thì sợi dây căng lên như bị ai đó giữ đầu bên kia, rồi cái súng cũng bị lôi đi mất. Ai bảo con ma đang ngủ cứ thích làm phiền. Linda sợ hãi trèo lên cái giường tầng,
rồi đèn lại vụt tắt. Từng dấu chân trần bước từ ngoài cửa vào. Cô bé hé mắt nhìn xuống rừng dưới, thấy con búp bê nở nụ cười hiền, rồi một bàn tay đen sì lôi nó đi. Linda sợ đến ngủ có mẹ nó quên đến sáng hôm sau. Bên ngoài sơ đã đẩy xe đưa Janice đi tắm nắng, rồi để cô bé bên ngoài đơn độc. Đột nhiên có một con gì đó đến đẩy chiếc xe lăn đi, hất cô vào trong nhà kho rồi khóa cửa. Đồ đạc bên trong bắt đầu đập ủy nguỳnh. Janice sợ hãi chui vào dưới sàn, nhưng con ma chờ sẵn ở phía dưới. Là một màn truyền máu bằng mồm, xong xuôi thì sơ mới phát hiện ra điều bất thường. Nhưng Janice ngày xưa đã chết, chỉ còn lại con quỷ đội lốt người mỉm cười. Cơ mà chỉ có Linda mới phát hiện ra điều bất thường ấy. Cô bé kể cho những chị em còn lại, nhưng mọi người nghĩ Janice đang chơi trội để gây sự chú ý. Đêm hôm đó, không có gì xảy ra, trời đã sáng. Nhưng Linda thì sợ hãi ngồi co quắp ngoài nhà, ông già mới đến hỏi thăm. Thế là cô bé tuôn hết những nghi ngờ trong lòng ra. Ông già vừa nghe con búp bê thì nổi khùng lên, cầm ngay thanh giá vào trong nhà, phát hiện ngay con búp bê đang ngồi phòng ăn, cùng với tờ giấy ghi trên bảng: tìm thấy mày rồi. Janice đúng lúc xuất hiện, không gian bắt đầu tối đen lại, một con mắt sáng rực lên, bàn tay cầm thanh giá của ông bị bẻ từng ngón. Sơ nghe tiếng hét mới chạy vào nhà, nhưng ông già đã liệm quát lại, thấy mọi chuyện đi quá xa. Lúc Janice đang ngủ, Linda mới lấy trộm con búp bê đem đi vứt. Sơ nhìn thấy liền đi theo. Linda thả nó xuống giếng, rồi bị một đôi bàn tay lôi xuống. May mà Sơ chạy ra cứu kịp, đậy cái giếng lại rồi chạy thẳng vào nhà. Linda sung sướng định khoe với Janice, nhưng chỗ cô bé ngủ giờ đây lại là con búp bê. Sơ mới cầm nó đi vào hỏi bà chủ. Hóa ra hai vợ chồng do quá nhớ con nên đã gọi hồn, rồi đồng ý cho nó nhập vào con búp bê. Cho đến khi nó tấn công bà chủ, khiến khuôn mặt biến dạng và phải đeo mặt nạ sứ, con búp bê sau đó mới bị nhốt vào trong căn phòng đầy kính và yên lặng trong 12 năm, nhập vào cô bé Janice, tấn công những người khác. Bà chủ nhà chính là nạn nhân đầu tiên đêm nay. Sơ vội vàng đi cứu mấy đứa con gái, nhưng bị Janice chặn cửa. Cô mới lầm bầm đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà con quỷ bị nhốt trong phòng toàn kinh thánh thì còn thuộc hơn cả bà Sơ. Thế là bị nó hất tung đập vào tường. Hai đứa nhỏ chạy được ra ngoài, nhưng Linda bị túm lại. Thế là cô bé chạy luôn vào phòng cấm, rồi đi xuống bằng thang dây đưa đồ ăn, xuống đến phòng bà chủ. Cái xác bất ngờ sống dậy, bò về phía cô bé. Thế là Linda lại chui vào thang dây. Cô bé cố gắng đi lại lên trên, nhưng con quỷ kéo tụt xuống. Thế là cô bé trèo ra ngoài, nắm vào cái dây trèo ngược lên. Cô bé đi ra tìm kiếm mọi người, nhưng căn nhà trống hoác, dưới tầng 1 chỉ có Janice cầm dao đứng đợi. Linda lúc này mới khôn ra, chui vào phòng phong ấn búp bê để trốn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Janice đang chuẩn bị xiên cô bạn một nhát, thì Sơ đi vào, tròng thanh giá vào cổ cô, rồi đẩy thẳng vào phòng phong ấn. Con quỷ phát điên lên đập phá đồ, căn nhà lóe sáng rồi yên tĩnh trở lại. Vài giờ sau cảnh sát đến, bên trong căn phòng phong ấn chỉ còn một lỗ lớn. Tìm kiếm đến sáng hôm sau vẫn không thấy Janice đâu cả. Con búp bê cũng được cảnh sát mang đi, còn Janice thì trốn tại một trại mồ côi khác, đổi tên thành Annabelle và được vợ chồng Huggins nhận nuôi. Lớn lên chạy theo một giáo phái thờ quỷ, quay về báo cha báo mẹ. Gia đình hàng xóm nhà cô chính là John và Mia. Và sau đó chính là câu chuyện của búp bê Annabelle phần 1. Còn bây giờ thì tôi Quằn Quại xin chào và hẹn gặp lại.